Rồi xin chào cả nhà, xin giới thiệu cái rotor dùng cho máy khoan từ của châu Âu, các thương hiệu như là Powerball, Matros, Uniball, FE, BDS vân vân. Thì đây là dòng rotor dành cho máy khoan từ có chức năng Taro. Thì ở đây chúng ta xem cái rotor này nó như thế nào nhé. Thì rotor này là được sản xuất bởi hãng Anbenstock. Thì tất cả các hãng máy khoan từ sản xuất mà có chức năng Taro thì sử dụng cái rotor dạng này. Cho dù là cái mã blacklist của các hãng có thể khác nhau, nhưng cái mã blacklist của cái hãng Anbenstock thì chắc chắn là chỉ có một. Rồi, ở đây chúng ta xem cái mã này. Đây là 7432600 rotor. Rồi, thì đối với lại rotor này là rotor dành cho những máy khoan từ mà có chức năng Taro. Chúng ta xem cụ thể của cái rotor này nhé. Đây, đây là cái rotor ở trong. Rồi đây, rồi chúng ta lưu ý cái mã ngoài thì nó là như thế này. Đây, 7432600. Rồi thì thứ nhất, rotor này là sản xuất ở bên Đức của hãng Anbenstock. Thì đặc điểm của cái rotor này nó có sự khác biệt hơn so với các rotor thông thường. Vì rotor này dành cho máy khoan từ có chức năng Taro, tức là tạo rang lỗ đó, thì nó có thể quay thuận và quay nghịch. Thì rotor ở đây thường thì nó sẽ như thế này. Đây, trên này nó có một cái vòng 500. Thì cái vòng 500 này mục đích là dùng để hỗ trợ trong việc thay đổi tốc độ bằng điện. 500 này nhé. Rồi, đây có bật đạn và rotor. Rồi, phần ở dưới, phía dưới này chúng ta thấy rotor hình giống như hình nan hoa. Và nó là răng, ở đây là răng thẳng chứ không phải răng xoắn giống như các loại khác. Những cái loại mà không có chức năng Taro thì ở đây nó răng nó sẽ hình xoắn, còn ở đây là răng thẳng. Chúng ta thấy nó thẳng không? Thì mục đích của nó là để quay tới cũng như quay lui sẽ không bị... Về mặt kỹ thuật á, là nó sẽ đáp ứng được cái việc là quay tới cũng như quay lui. Còn nếu như mà răng xoắn thì nó chỉ quay được cái chiều tới thôi, chứ nếu mà quay ngược lại là kẹt cứng liền. Rồi, đó, chúng ta thấy chưa, có sự khác biệt chưa? Rồi, thì trên rotor thì người ta cũng sẽ có cái series của nó. Ở đây chúng ta xem series nè. Đó, thì trên rotor thì người ta sản xuất thì nó sẽ có cái series này. Trong đó nó sẽ có cái series này nhé. Rồi, chúng ta thấy cái rotor chưa? Thì cái rotor này trị giá nó rất là đắt tiền à, chứ không phải giống như rotor những cái máy cầm tay, chúng ta lưu ý nha. Rồi, tại vì cái dòng rotor này công suất nó cũng tương đối lớn. Đó, thì chúng ta mà sử dụng máy khoan từ của các hãng châu Âu mà có chức năng Taro á, khi mà bị cháy rotor thì chúng ta cứ vui lòng liên hệ để mình mua rotor nhé. Thì cái mã chúng ta cứ lưu ý, mã của chính hãng đây. Đây là cái mã 7432600 nhé. Rồi, chúng ta có nhu cầu về rotor các loại thì chúng ta cứ vui lòng liên hệ nhé. Rồi, xin cảm ơn cả nhà.